Chào mừng quý vị đã đến với kênh Mưa Bóng Đá, kênh thông tin mang tới quý vị những bản tin mới nhất về thể thao. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây là nội dung chính. Thua thảm Việt Nam, huấn luyện viên Mông Cổ choáng váng thốt lên điều bất ngờ, cảnh báo Iran Ả Rập. Trước đối thủ dễ chơi nhất bảng Olympic Việt Nam, hướng tới khởi đầu thuận lợi bằng một chiến thắng. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Mông Cổ đang xếp hạng thứ 183. Xét phong độ 5 trận đấu gần nhất, Việt Nam có 4 chiến thắng, 1 trận hòa. Việc rời điểm số do sai lầm cá nhân là điều mà các cầu thủ chúng ta cần phải khắc phục nhất. Trong khi đó, Mông Cổ cũng đã trải qua 3 trận thua, 1 trận hòa, 1 trận thắng. Chiến thắng gần nhất của đội bóng này trước U23 Đài Loan từ tháng 9 năm 2022. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì chỉ có trong tay lực lượng vào ngày 13 tháng 9. Nhà cầm quân người Khánh Hòa không tỏ ra lo lắng. Olympic Việt Nam không chịu áp lực thành tích, thay cho ông Hoàng Anh Tuấn vẫn sẽ ra sân thi đấu hết mình. Bước vào trận đấu, vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không sử dụng đội trưởng Đỗ Sĩ Huy ở vị trí thủ môn chính, Nhâm Mạnh Dũng cũng không có tên trong danh sách 11 cầu thủ. Ngay khi khán giả chưa kịp nắm chỗ, Olympic Việt Nam đã khiến tất cả ăn mừng. Phút thứ 3, nhận được chuyền của đồng đội, Quốc Việt thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số. Dù ra sân với đội hình không phải là mạnh, Olympic Việt Nam vẫn kiểm soát. Để đáp lại, Mông Cổ gần như chỉ biết là co mình chống đỡ. Thanh Nhàn, Đức Việt đã liên tiếp bị đối phương phạm lỗi. Olympic Mông Cổ thi đấu rất rắn. Phút 21, Olympic Việt Nam có đợt tấn công về cánh phải, nhưng nỗ lực của Thanh Nhàn chưa đến lúc có nên sự khác biệt. 6 phút sau, Đức Việt và Đức Phú hay là Xuân Tiến thì cũng đang làm tốt nhiệm vụ của mình ở khu vực trung tuyến. Đến phút 32, tỷ số nâng lên thành 2-0. Đức Việt đã có một đường chuyền kiến tạo để cho Quốc Việt sút xa và bóng chạm chân hậu vệ Mông Cổ đi vào khung thành. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Olympic Việt Nam. Mãi tới phút 36, đối thủ mới có cơ hội. Neru đã đi bóng qua khung thành và sút xa hiểm hóc nhưng mà Văn Chuẩn đã cản phá xuất sắc. Tuy nhiên, Olympic Việt Nam đã đáp trả bằng bàn thắng thứ 3 đầy chóng vánh. Tỷ số được nâng lên 3-0. Kết thúc 45 phút đầu tiên với sự cách biệt lớn, ông Hoàng Anh Tuấn đã chủ động rút cho các học trò chủ lực sang nghỉ. Hệ quả là Mông Cổ có một bàn gỡ 1-3 ngay sau đầu hiệp 2. Tuy nhiên, thế trận trong hiệp 2 vẫn hoàn toàn thuộc về các cầu thủ của chúng ta. Kết quả, Olympic Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi. Sau trận, Olympic Mông Cổ đã gần như không đứng vững và có vẻ như là vẫn choáng váng vì thất bại này. Vị huấn luyện viên Nhật Bản cũng đã cho biết, tôi không nghĩ Olympic Việt Nam chỉ mang đội U20 đi. Nhìn vào danh sách đăng ký thi đấu thì tôi thấy họ toàn là những cầu thủ chưa được 21 tuổi, thậm chí là cũng không có ai ngoài 23 tuổi, vậy mà họ đá bóng quá trứng trạc. Nếu các bạn thực sự dùng đội tuổi U20 thì thật sự tôi chúc mừng các bạn vì đã có một lứa cầu thủ quá xuất sắc. Còn với Mông Cổ, mục tiêu thắng trận đầu tiên đã không thể hoàn thành. Còn về ông Hoàng Anh Tuấn thì cũng đã cho biết, nhiệm vụ của chúng tôi là thắng càng đậm càng tốt ở trận đấu này. Một bảng đấu có 3 đội bóng như thế này, hiệu số tốt sẽ là một điều vô cùng quan trọng. Tại giải U23 châu Á năm nay, U20 Việt Nam thì cũng đã do ông Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt thi đấu vô cùng xuất sắc. Thắng cả hai ông lớn là Australia và Qatar, chỉ để thua một trận trước Iran. Thế nhưng ngậm ngùi dừng bước tại vòng bảng do kém về hiệu số. Trong các trận ở vòng bảng, hiệu số sẽ là một yếu tố mang tính chất quyết định rất lớn. Bài học đó chắc chắn là Quốc Việt, Văn Khang, Xuân Tiến có lẽ vẫn chưa quên. Và sau đó, để đảm bảo cho một hành trình suôn sẻ thì đội tuyển Olympic Việt Nam cần phải hoàn thành nhiệm vụ thắng đậm trước Mông Cổ. Có được 3 điểm như là một cách hứng khởi nhất giúp cho các cầu thủ trẻ thêm phần tự tin khi mà chúng ta sẽ đối đầu với Iran và Ả Rập Xê Út. Theo thống kê, độ tuổi trung bình của đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASEAN là 20,3. Trong khi đó, đại hội năm nay cho phép các đội tham dự là U24 kèm theo 3 cầu thủ quá tuổi. Có thể thấy, từ trước tới nay, chưa có kỳ tham gia sân chơi châu lục nào mà lứa U của bóng đá Việt Nam lại táo bạo và có một cuộc cách mạng trẻ hóa như vậy. Dĩ nhiên, can đảm trẻ hóa thì rất khó để đòi hỏi được thành tích, nhưng nhất là với bóng đá cấp độ ở lứa tuổi Olympic trở xuống, việc có thâm niên chơi bóng hơn nhau 1-2 năm và kinh nghiệm trận mạc đó thật sự là một điểm khác nhau. Tuy nhiên, nói như thế không phải là hoàn toàn mất niềm tin vào thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu lần này, bởi cùng với thành phần tương tự thì các chàng trai rồng vàng vừa bước lên ngôi giải cao nhất của U23 Đông Nam Á, đồng thời đã có một số đông những học trò cưng của ông huấn luyện viên người Khánh Hòa từng theo ông chinh chiến tại nhiều giải đấu quốc tế. Một thông tin khác đó chính là đội tuyển Syria và Afghanistan đã xin rút lui. Cả hai đội bóng này đều nằm ở bảng C nên bảng đấu này đang có 4 đội, bỗng chốc chỉ còn 2 đội là Uzbekistan và Hồng Kông. Với việc bảng C chỉ còn 2 đội, tỷ lệ chọi ở những đội tiếp theo ở vòng bảng thì từ 4/6 xuống còn 4/5, tức là chỉ có một đội đứng thứ 3 trong 5 bảng đấu bị loại. Niềm tin để đội tuyển Olympic Việt Nam vượt qua vòng bảng thực sự đang rất sáng cửa. Nhưng nếu lấy kỳ ASEAN gần nhất,
để làm thước đo cho cầu thủ, và những cầu thủ này đã tạo ra kỳ tích như Quang Hải, Công Phượng khi mà từng tranh tới trận huy chương đồng thì rất khó. Không đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng chắc chắn là thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn cùng với các học trò cũng sẽ tự đặt ra mục tiêu cho mình. Với 3 điểm sau màn trình diễn thuyết phục thì đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ rất tự tin để có điểm trước hoặc là cầm hòa Iran và Ả Rập Xê Út. Đây sẽ là hai ứng cử viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng ASEAN và đối thủ trực tiếp của chúng ta trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng knockout. Iran là đối thủ thứ hai mà Việt Nam chạm trán. Sau khi không thể giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, các cầu thủ trẻ Iran đang rất quyết tâm hướng tới thành tích cao. So với đội hình vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, Iran thì chỉ giữ lại 7 cầu thủ, phần lớn là các tuyển thủ Olympic Iran đều đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia của nước này. Ngoài đội hình gồm nhiều cầu thủ thuộc lứa 1999 đến 2000, theo thể lệ của ban tổ chức, Iran cũng bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi, đó chính là Arslan Motahari và thủ môn Hossein 31 tuổi, trong đó Hossein đã có 9 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Arslan thì cũng đã có hơn 100 lần ra sân trong giải vô địch quốc gia. Thử thách rất lớn cho đội tuyển Olympic Việt Nam ở lượt trận cuối là Saudi. Mới đây, Saudi Arabia cũng đã vừa có một chuỗi ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á 2024, qua đó giành vé tham dự vòng chung kết một cách đầy thuyết phục. Lực lượng tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 cũng là thành phần nòng cốt của Olympic Saudi Arabia tại ASEAN 19. Lứa cầu thủ này được đánh giá là hệ trưởng thành 90. Đội tuyển Olympic Saudi thì có không ít cầu thủ đang chơi bóng cùng siêu sao Ronaldo. Đáng chú ý là tiền đạo Khalid Nasser, chân sút 22 tuổi đã có một vị trí ở đội 1, vào mùa trước cũng đã ghi được 3 bàn thắng. Sức mạnh của đội bóng này dựa vào hàng tiền vệ và tiền đạo có sức công phá mạnh với những cái tên như là San Nasi. Với những gì mà Saudi đã thể hiện ở vòng loại vừa qua thì chắc chắn đội tuyển Olympic sẽ là một bộ mặt tương tự tại ASEAN 19 sắp tới. Hơn hết đây sẽ là một đối thủ rất đáng gờm để Olympic Việt Nam tiếp lửa trong hành trình giành vé vào vòng loại đấu trực tiếp.